Sau đây là kết quả xổ số Đắk Nông thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 2, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4299, 1039, 1244. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8396. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65426, 48804, 12778, 76897, 58605, 24382, 55586. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75064, 23848. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35656. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50199. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 575240. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 575240.